Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái khoảng khắc ở khu vực chợ gia súc, và cụ thể đó là chợ Xin Chéng thuộc xã Xin Chéng, huyện Simacai, thành phố Lào Cai. Ở đây thì người ta đang giao dịch lợn rất là nhiều lợn con, lợn giống các bạn. Đấy, bên này là nhiều chưa? Nhiều lần con nhỉ các bạn nhỉ, lần rồng ấy. Những cái loại này thì nó rơi vào 1,4-1,5 triệu. Đáng yêu chưa các bạn? Rất là đáng yêu. Ở đây thì những cái con lợn nó to hơn một tí này các bạn này. Đấy. Đấy, những cái con lợn nó rơi từ 1,6-1,7 triệu, nhiều nhỉ. Đấy. Một cái phiên chợ rất là đặc sắc, phong phú nhé các bạn nhé, cực kỳ là đông. Ấy, mình làm cái chưa? Nhiều nhờ các bạn nhờ. Đấy, các bạn lên chợ phiên này thì có thể là đi ngắm lợn này, mua lợn này, xem lợn này. Đấy, giá hơi người ta bán những cái con nhỏ nhỏ như thế này thì người ta bán với giá là 120.000 một cân hơi nhé. Và hoặc là người ta có thể là bán vo các bạn. Đấy, những con này nó rơi vào tầm một yến, trên một yến 11-12 cân. Đấy, một cái khung cảnh rất là mộc mạc giản dị ở trên miền núi vùng cao nhé các bạn nhé. Ở đây thì rất là nhiều lợn giống này, rồi lợn quay này, và người ta để trong những cái lồng sắt, hoặc là người ta để trong những cái bao, và người ta cắt cái đầu bao để cho con lợn nó thở này các bạn ạ. Ai có phụ nữ mà yếu nó này là chứ. Oh, lebih chicken lah. Oh.
좋아해. Ở đây là người ta bán gà này, gà nhà, gà công nghiệp cũng có. Gà nhà thì nó rơi vào 150, gà công nghiệp thì 65-70. Ở đây là người ta bán cả măng này các bạn ơi, măng vàu khoảng 10.000 một cân này. Cây ớt giống các bạn, cây ớt giống này, người ta bán cả cây ớt giống này, cả chua bi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.